Rồi, xin chào. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn code một cái menu. Tuy nhiên cái menu này thì nó sẽ có đầy đủ cả phiên bản desktop lẫn mobile. Rồi cái bản desktop thì nó như bình thường thôi. Đây, cái bản laptop thì nó như này thôi, là một menu ngang bình thường, có cả drop down. Rồi, tuy nhiên cái bản mobile thì nó sẽ có một vài những cái chi tiết nó sẽ như này. Đây thì cái bản trên laptop thì thứ nhất là cái menu à cái bản ở trên mobile thì menu nó sẽ ẩn đi và nó sẽ có một cái nút. Thì khi mà bấm cái nút này thì nó sẽ show ra cái menu. Và bấm vào cái nút này nó sẽ hiển thị drop down. Rồi. Ok, bấm vào nút X này thì nó sẽ tắt. Đó, thì ở trên cái menu mobile thì mình sẽ làm như thế. Ok, để làm được cái đấy thì chúng ta phải có kiến thức về JavaScript. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi vào mình code nhé. Đây thì tôi có tạo sẵn như này rồi. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái thư mục. Là thư mục CSS. Rồi, tôi tạo thêm một cái, đó là JS. Rồi ở đây thì menu đúng không? Rồi, bây giờ tôi lên trên CSS. Thì trong này tôi có một cái file style đúng không? Rồi, ở đây thì mình sẽ tạo file style này. Rồi, ở dưới này thì tôi sẽ tạo ra một file script. Ok. Đây, script thì tôi sẽ thêm nó xuống dưới. Rồi thì tôi sẽ code cái menu ở đây. Ok, mình sẽ code cái CSS trước. Thì ban đầu vẫn là mình reset tagging với margin của tất cả các thành phần thôi. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tạo thứ nhất đó là cái menu này thì nó sẽ bởi vì cái menu này nó lại có cái nút này ở đây nữa. Cho nên là để tạo cái nút này thì tôi sẽ sử dụng thêm một cái bộ đó là không ai sum. Thế thì không ai sum thì tôi vẫn sử dụng bản 4.7. Mọi người có thể sử dụng bản 5. Ok. Bởi vì để đỡ mất thời gian thì ở đây thì tôi sẽ sử dụng thông qua CDN. Sẽ email. Rồi, nhưng mà đây lại là CDN của bản mới nhất. Thôi thì tôi sẽ chọn cách từ đào như vậy.
Mà đang về xong thì mọi người sẽ giải nén đấy. Khi mọi người giải nén ra thì nó sẽ có thư mục phông này. Mình sẽ copy cả cái thư mục phông vào đây. Tiếp. Đó là chúng ta sẽ có một cái thư mục C. Ta sẽ có một cái thư mục CSS. Đây thì mình sẽ lấy cái file chấm bin này. Rồi, ở đây thì mình sẽ tích hợp. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạo ra các cái thẻ HTML để mình code cái menu nhé. Menu box này. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ có một cái div. Với button thôi, mình dùng button đi. Rồi. Cái button này thì mình sẽ phải lấy ra một cái, chúng ta phải lấy một cái không. Ví dụ như là mình sẽ dùng cái không list chẳng hạn nữa. Đây, mình dùng cái không này đi. Ok, mình copy cái này đưa vào đây, mình thử xem nhé. Đó rồi, tiếp này chúng ta sẽ có một cái div nữa là menu size, mình sẽ lưu viết chú thích nhé. Rồi, thì trong cái menu này thì mình có URL gì nhé. Giờ mình tạo 5 cái đi. Trang chủ. Giới thiệu. Rồi, bây giờ nó sẽ có như này, nhưng mà có một đặc điểm là cái nút này ở trên desktop này sẽ không hiện nhé. Thì mình sẽ trên desktop mình sẽ ẩn đi. Rồi, bây giờ mình sẽ code ở bản ở trên laptop này. Cái này thì đơn giản thôi. Như sai đúng không? UL. List tai nạn đúng không? Rồi, xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp, đó là mình phải đi đến nơi. Chúng ta dùng đích và là inline block. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến thẻ A.
Set Decoration None. Chúng ta sẽ để màu đen đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ set cái background nhé. Chúng ta set background, chúng ta có thể set luôn cho cái thằng từng cái LI này cũng được. Chúng ta thử màu green. Ok, nhưng mà bây giờ chúng ta muốn nó full. Chúng ta set luôn cho UL. Rồi. Bây giờ cái menu này mình có thể mình cho nó cắt lên trên một đoạn đi. Để xét cái menu box này thôi. Nhìn cho nó dễ. Cho hai bên luôn. Đó. Thì cái màu này mình sẽ chuyển thành màu trắng nhé. Rồi. Bây giờ mình chuyển nó ra được như này rồi. Xong rồi bây giờ mình sẽ thực hiện việc padding. Rồi, bây giờ đến cái hai bên. Hai bên mình đơn giản mình rồi mình giả sử mình tác định như này đúng không, nó rộng thêm tí. Rồi đó, bây giờ mình đi đến cái việc tiếp theo, đó là mình sẽ cho cái border như nào. Ví dụ nhé, mình cho 1, 2 đúng không? Đó, kiểu kiểu như này. Rồi, cái cuối cùng thì mình bỏ nó đi đâu. Đây là về cơ bản như thế. Bây giờ mình sẽ đến cái thằng draw down nhé. Rồi giả sử mình muốn draw down cho cái sản phẩm này thì ở trong này mình sẽ có một UL nữa. Sản phẩm 1. Sản phẩm 2. Sản phẩm 3. Rồi, đó. Thì bây giờ chúng ta ban đầu chúng ta sẽ phải ẩn nó đi. Đây là cách nhé. Đây này, đó, ban đầu mình ẩn đi nhé. Rồi. Rồi tiếp này. Chúng ta sẽ thực hiện việc là chúng ta sẽ code các cái thành phần ở của cái menu con. Rồi thì ở cái LI này chúng ta phải set một cái position, đó là relative. Thì cái này mình sẽ để là absolute. Rồi tiếp nhé. Chúng ta sẽ thực hiện cái việc
là khi mà mình hover vào cái thằng gần li cha, ví dụ cái ul này là mình phải biết play block đi. Đó rồi, bây giờ mình trang trí một chút cho đẹp thôi. Đầu tiên nhé, mình cho một cái background này cũng green luôn. Đó. Mình set một cái min width. Chúng ta không nên set width nhé, chúng ta set min width thôi. Bây giờ mình lại li đây. À, như thế này đúng không? Chỉnh lại một chút. Tách cái position ngắn. Mình thêm motor tốt đi. À, bút tùng. Nào. Đó, kiểu như này. Ok, mình display block để cho cái border này nó full luôn. Dạ, được chưa? Rồi, tiếp là mình thêm một cái tag link nữa. Nó kiểu kiểu như này. Nó thì tạm mình cứ làm tạm như thế đã. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến cái thằng mobile. Cái thằng mobile thì bây giờ nó sẽ phải như này. Đó là khi mà ở trên màn hình điện thoại ấy, thì mình phải ẩn cái menu chính của nó đi. Rồi, ở đây của mình thì mình sẽ chuyển cái này cho mình cả nó dễ. Ok, cái này thì nó chưa có cái view viewport. Mình lên mình lấy cái meta viewport thì mình code cái con ship. Rồi đây. Rồi, thì ở trên mobile thì mình phải ẩn nó đi. Bây giờ mình code a còng media. Rồi, ở đây thì đầu tiên đó là cái menu size này. Mình phải ẩn nó đi. Được chưa? Rồi, bây giờ mình cho nó hiện cái button đây. Đấy, cái này đâu? Display block đi. Rồi, nó hiện ra rồi nhưng mà hơi xấu. Mình cũng code nó một chút. Đó. Rồi, mình cứ tạm như thế đó. À, mình cho cái không sang này thì nó lớn hơn một chút. Đó, kiểu là như thế. Khi mình có click vào thì mình sẽ hiện cái menu cơ ra. Ok, thế bây giờ cái menu kia thì lên bản mobile thì nó phải khác một tí chứ nó không phải là một cái menu ngang nữa. Thì ok, tạm thời thì mình cứ để cho nó là dạng block ra nhé. Để cho nó dễ nhìn thôi. Thì cụ thể như nào thì lát nữa mình chỉnh sau. Rồi.
Rồi cái menu này nó có một đặc điểm là có thể là nó sẽ sát với cái cột bên trái này. Thì mình chỉnh như sau. Mình sẽ set một cái position cho cái này. Mình set fix đi. Position fix left 0 tốt không. Sẽ cách mình cho nó cao lên một chỉ một chút. Rồi. Ok, mình sẽ phải chỉnh lại cái ULLI này để cho nó thành một một dòng thôi. Đây mình có thể mình lấy cái ở mình lấy cái ở bên trên này. Play mình block được rồi. Đó. Rồi bây giờ mình kiểm tra một chút nhé. UL này mình kiểm. Đây, bây giờ đến. Mình để quý 100% menu box này thì cái được không sao right. Không hai mình cũng để không luôn nhé. Rồi trong này bây giờ cái LI để mình bỏ vào đâu đi. LIA chứ. Rồi. Rồi đấy thì bây giờ nó có cái đồ đao ok cái đồ đao mình sẽ xử lý sau. Viết này mình phải là mình hai trăm phần trăm 50%. Đó rồi thì nó sẽ hiển thị như này. Bây giờ mình trang trí lại cái này nó đẹp một tí bằng cách là cái mấy cái LI thẻ A này mình sẽ thêm cái border vector từ một xem được mình thử đốt. Play block. Rồi, mình thêm cái phát định bút tầm nữa. Rồi đó thì nó mình tạm thời mình sẽ làm như này. Ok bây giờ bây giờ mình phải có một cái nút là cái nút để mình tắt nó đi, đó là một cái nút đích. Rồi cái nút đích thế thì mình đặt ở đâu? Đấy ở cái menu sign vừa nãy menu sign mình để fix rồi đúng không? Mình được thêm cái nút đấy vào trong nhất nhé, đó là mình sẽ thêm một cái thẻ disk. Thẻ disk này thì nó sẽ ở dạng một cái DG menu
menu à. Đây là background đúng không? Background tạm thời như này không 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 đi. Tạo ra một cái position absolute left không top không right không bottom không. Đó, đây là mình thử đã. Rồi, bây giờ mình sẽ thay đổi cái này một chút nhé. Main cái BG này mình sẽ cho nó mờ đi một tí. Đấy thì bạn sẽ thấy nó có một cái nền mờ mờ ở đây. Mình sẽ để cái màu này. Rồi chết. Mình cho cái setting back ở bên cái này nó cao lên đi. Rồi. Cái này chắc chín lắm. Mình sẽ kiểm tra lại một chút. Rồi, mình sẽ cho cái này là creative, mình cho xét nữa cho cao để nó nổi cái màu xanh lên, để con bị che mất. Đó. Rồi bây giờ tiếp theo là cái nút X này mình sẽ cho nó bên cạnh cái UL. Cái đấy thì đơn giản đi. Mình sẽ cho nó từ dưới này cũng được. Thêm một cái button nữa thôi. Ok thì có thể nó bị trùng với button này, ở đây mình dùng cái A. Còn long menu. Rồi ở đây thì mình sẽ sử dụng mình đây. Đó thì nút đấy, thì đây bây giờ mình đẩy nó lên trên thôi. Rồi đẩy nó lên 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 như này. Thì thứ nhất nhá. Cái menu size. Ok. Cái nút X và cái BG này nhá, là mình sẽ phải ẩn ở trên laptop. Thì ok, ở trên laptop thì mình sẽ viết cùng luôn cái button này. Menu box. Mình đưa luôn này. Tiếp theo đó là kể cả cái column menu này, menu box không, menu box đó thì ở để ở trên cái dưới này thì chúng ta sẽ phải display block bây giờ đây cái này để display block đi. Và cả cái này nữa. Rồi. Cái này thì có thể là bởi vì ở đây nhá. Lúc nãy mình đã code cái thằng UL này. Đây. Trong UL này chúng ta đang để ở tiếp đúng không? Chúng ta muốn nó theo luôn thì chúng ta có thể đưa luôn nó vào trong UL này. Cũng được không sao.
À, nhưng mà nếu nếu mà mình đưa vào trong nó bị ảnh hưởng. Không, mình để ra ngoài. Là bây giờ mình cốt đưa đưa position vào đó. Rồi, bây giờ nhá. Đây bây giờ cái này thì làm như nào? Thử position nhé. Position đáp xuống đúng không? Ra không? Tốt không? Đây. Thì cái này thì đừng lát 200 pixel. Set một chút về color màu sắc nhé. Vâng, border. Tự như là một blue đi. Cho set lên đất. Blue nhìn nó hơi khó. Thêm cái tắc kinh này tăng phục sang tắc đi không biết tách cái cô đây rồi. Nó sát lên tí đó kiểu kiểu như này nhé. Rồi bây giờ mình copy cái này, rồi bây giờ mình copy mình thay vào cái này là xong. Lát lại nhé đó. Rồi đấy, bây giờ mình sau khi mình đã xử lý xong cái như này rồi, cái đầu đang mình xử lý sau nhé. Ok, bây giờ mình sẽ làm hành động, đó là mình sẽ phải ẩn cái menu size đi. Ẩn đi là 5 đó. Ok, mình có thể là mình vẫn bây giờ mình ẩn ở nhà mình xuống 5 thì mình lại chuyển cái menu size về xuống 5. Như này. Ok, bây giờ mình muốn là click vào đây thì nó sẽ hiển thị cái kia lên, đơn giản thôi. Như là dùng JS nhé, bây giờ chuyển sang code JS này. Rồi. Thì thứ nhất là mình sẽ phải bắt được việc là click ở đây. Đây là menu box. Chúng ta sẽ tạo ra một cái biến đúng không? Menu button. Bằng các của mình chấm query selector như này đúng không? Rồi mình con cái này mình không sử dụng cái query hay là cái gì cả, mình sử dụng gì á bình thường cái nhất thuần. Đó. Rồi bây giờ là menu button on click bằng đó, bây giờ mình bằng function đúng không? Đó, cái này thì bằng khi mà mình click thì chúng ta sẽ đơn giản nó là cái menu size này. Chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng mới menu sang bằng document chấm query selector này đúng không, menu sang style bit blank bằng block. Thử nhé.
Đó. Rồi thì bây giờ mình làm cái hành động đó là mình sẽ click vào cái nút này. Thì bây giờ mình lại tạo ra một object của cái này. Nào, qua tiếp đi. Menu close. Vào. Document.query.center. Menu chấm on click bằng function. Rồi mình click này thì đơn giản là mình ẩn cái menu size đi thôi, lại mình sẽ lấy cái này. Ok, cái menu size này mình có thể mình đưa nó luôn nó lên đầu. Đó, thì bây giờ mà cái menu size này thì mình chuyển thành lên đó. Rồi bây giờ mình muốn thêm một cái hành động đó là mình click click ra ngoài, click vào cái background này. Đúng không? Thì bây giờ mình thêm cái bg menu. Rồi. Và bg menu bằng document.query.editor. bg menu chấm on click bằng function đó như này. Rồi bây giờ mình thử lại nhé. Yeah. Mình click vào cái nào cũng được. Rồi ok, nhưng mà chúng ta làm như thế thì có vẻ là nó không được đẹp lắm thì vấn đề hiệu ứng thì ok, bây giờ mình sẽ thay đổi lại một chút nhé. Cái này mình cứ để block như bình thường nhưng quit cái này mình để là không. Đó. Rồi, ở đây nó có một hình như nó có chút vấn đề. Ở đây mình để là năng. À, bây giờ mình chuyển cái này thành block thì nó sẽ đó. Thì cái này là của menu size. Ok, không không sao, cái này mình vẫn để block bình thường nhé, mình biết cái này là ok, cái này mình ẩn nó đi. Đây, mình lại bỏ block vào cái này đi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái đó là khi mình click vào đây thì mình sẽ tăng cái width đi. Đây, menu size. Ok, menu size này phải giả sử như là ở đây nhé. Cái menu size này bây giờ mình tăng width lên nhé, mình để width 100%. Đó thì nó lại hiện lên bình thường. Rồi. Đó, nhưng mà để có hiệu ứng thì mình phải thêm transition vào. Tắt đi nhá. Transition. Ôi. Không phải 4 lần. Rồi, giả sử như này nhé. Đó. Không phải 4 giây thì nó hơi chậm. Mình cần phải tăng, mình để 0.2. Rồi.
giờ mình thêm vào cái menu sau này thế nào. Ok, xong GS thì mình sửa lại một chút. Nhất là menu size này mà không cái cây số này mình sẽ để là width 100%. Width không. Width không. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là ẩn ẩn hiện đúng không? Ẩn hiện cái color này. Đây, cái color này mình có thể mình đưa nó lên đọc. Mình dùng luôn. Đó. Mình phải đổi tiếng Anh. Cái này mình đổi tiếng Anh. Mình thử lại nhé. Nào. Ok, nó đang gặp chút lỗi. À, cái này là style. Đây, quýt. Này bỏ quýt đi. Để không thôi. Sorry mình nhầm chút. Đó. Ok, mình có thể đổi cái này thành 0,1 giây đi. Rồi. Kiểu kiểu như thế. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái đồ drop down nhé. Tất nhiên là các bạn có thể tìm những cái cách để mình xử lý cho nó đẹp hơn. Đây là một cách cơ bản thôi. Rồi, bây giờ mình mong muốn đó là nó sẽ có thêm một cái icon ở cái thằng sản phẩm này. Đây nhá, cái icon này chúng ta có thể làm một cách là nếu mà bên trong này chúng ta thấy có LI đúng không? Có bên trong này mình thấy có UL thì mình sẽ thêm luôn vào ở sau cái thẻ A này một một cái icon. Chúng ta có thể làm như sau, cái này chúng ta xử lý bằng DS nhé. Đây thì chúng ta sẽ check từng LI của cái menu size. Nhớ ở đây mình có menu size rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào thằng UL và LI đúng không? Ok. Nên đi sang. Chấm. Okay. Query selector. All. UL. LI. Đây là menu item đi. Đó. Thì bây giờ nó list ra đây rồi đúng không? Rồi. Ở đây thì mà mình sẽ phải sử dụng một cái vòng lặp nhé. Đơn giản thôi. Và y bằng 0 đúng không? Y nhỏ hơn menu item len
y cộng cộng. Rồi khi mà mình dùng vòng lặp như này thì việc tiếp theo đơn giản thôi, đó là mình sẽ tạo ra một cái sắc. Giờ là mình check sắc, check xem là cái đấy nó có sắc hay không. Đây mình quay đi xem tớ UL à. Đây. Lỗi rồi. Rồi. Thì cái nào khác luôn thì là có sẵn. Ít. Khác rồi đúng không? Rồi đến đây thì chúng ta sẽ phải thực hiện một cái việc như sau, là đó là chúng ta sẽ xem cái thành phần Li mà chứa sắt ấy, đây thì mình sẽ phải thêm một cái thẻ Y vào sau cái thẻ A này. Đây mình thêm thẻ Y như sau, chính là cái này này. Rồi nhưng mà đến đây để thêm vào chúng ta sử dụng cách như sau, down icon đúng không, báo down icon lúc này thì đơn giản là mình sẽ sử dụng document chấm create element để y đúng không, tiếp mình sẽ đưa class vào class list add F3. Mình phải add hai class này vào. Ok, mình thử kiểm tra cái down icon xem sao. Đó nó có hình rồi nhé, nó có class rồi, cái này bỏ qua nhé, cái này mình không cần đâu, mình chỉ cần cái class thôi. Rồi tiếp mình sẽ thực hiện cái bước là mình sẽ add các bạn, mình sử dụng cái này. Đây, mình sẽ copy này sang bên này nhé. Ok thì cái này cái parent node này chính là cái này, là sub menu là cái này đơn giản, mình hiểu đơn giản đó là mình add một cái nốt mới đứng trước một cái nốt con nào đó, còn cái parent node này chính là cái menu item này, cái lời chứa nốt mới đây thử nhé. Đó bạn sẽ thấy nó có một cái thẻ y ở phía sau này. Ok, cái thẻ y là ở phía sau này để nó để nó hiển thị được như thế này nhé, thì bạn sẽ ở ở bên CSS này bạn sẽ phải thêm một cái đoạn này vào đây là cốt. Cái này thì mình chuẩn bị trước rồi, và thêm nữa đó là cái chúng ta ngăn chặn cái hành động hover nhé. Bây giờ giả sử mình ẩn đấy, mình không có cái đoạn code này nhé, thì nó sẽ gặp một cái tình trạng như sau. Đó đây đây chính là hover ở trên desktop, thì mình phải thêm cái này vào CSS này, mình chuẩn bị trước. Ok bây giờ mình thử nhé,
Mình bấm vào đây thì không có tác dụng gì nữa. Bây giờ mình chỉ bắt cái sự kiện ở đây thôi. Bắt ở đây thì dễ thôi. Mình sẽ làm như sau. Nhất down button on click bằng function đúng không? Đến đây thì chúng ta sẽ phải thực hiện một việc, nó chúng ta phải lấy cái biến zip đúng không? Tuy nhiên là ở đây nó có một cái vấn đề như này này, đó là cái này là nó nằm ngang hàng với cái UL này. Bây giờ mình muốn can thiệp vào cái UL này thì mình phải chọn nó lên trên này, sau đó mình lại chọn xuống dưới này. Ok, thì để chọn như thế thì mình có một cái thuộc tính, đó là parent element. Ở đây mà mình gọi cái menu item i này thì không được ở trong cái sự kiện này, thì ở đây mình sẽ phải thử thông qua cái và nhé. Li content container đúng không? Đây mình thử này. Thao tác này đó, mình thấy nó có cái li đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ phải tìm xuống đến cái ul. Đến bây giờ xuống ul thì đơn giản thôi, mình sẽ li con này đúng không, mình có thể query xây cho ul. Rồi lúc này mình có thể dán một cái sắp menu. Bây giờ mình console nó sắp lên thử nhé. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện việc là sắp menu chấm start chấm display block đúng không? Đó, tuy nhiên ở đây thì nó bị chồng chéo, thì đơn giản mình sửa lại CSS một tí nhé. Với thằng UL này. Ok. Xong CSS. Position. Cái này mình chuyển nó cho cái tích. Mình biết. Chăm chăm. Đó. Ok, bây giờ mình đổi, mình thay nó thành cái màu này khác nhé. Để bỏ đi. Chưa? Rồi, bây giờ mình làm thêm một việc nữa là mình click thêm một cái nữa, một lần nữa vào đây thì lúc thì mình sẽ chuyển cái này. Tức là mình sẽ ẩn. Ok, ẩn thì mình lại làm ngược lại thôi. Mình cứ dựa vào cái on click này đúng không? N này. Bây giờ mình ở bên trước khi ở đây thì mình check. Thì nếu mà cái này nó bằng block thì đang ở dưới này thì mình sẽ để là năng, còn ngược lại thì mình để nó là block. Đó. Đó. Rồi. Ok, nhưng mà nhìn có vẻ là nó hơi hơi xấu. Thì mình có thể mình làm một cách là mình thiết kế cho nó hiệu ứng.
nó là mặc định. Cái này mình để là display block. Rồi. Mặc định mình để nó display block. Tuy nhiên mình sẽ ẩn đi bằng một cách khác. Thì transform. Đó. Ok. Thêm một cái hay. Không. Ok nhá. Rồi, bây giờ sang bên CS này mình đổi lại một tí nhé. Thứ nhất, đó là chúng ta thấy không cần cái này nữa. Chúng ta sẽ thay thế lại cái này một cách như sau. Sub menu này. Style đúng không? Mình sẽ sử dụng transform. Bằng. Cái này mình thay là một. Ok, mình sẽ thêm một chút transition vào đây. Đây, cái này mình thêm input thật. Rồi. Tuy nhiên nó gặp một cái vấn đề thì mình sẽ thêm một cái transform nữa. Transform audio. Rồi, nhưng mà nó mở ra nhanh quá thì mình sẽ thêm cái phần mở ra này, chúng ta sẽ sử dụng xét tham hàng xét tham hàng. Ở bên kia mình đang xét là 0,1 giây mà. Cho mình làm một trường hợp ngược lại thì ở đây mình có thể mình check check nhé. Mình có thể mình thêm dạng class vào đi, UL đúng không, if submenu class list content
mà chưa có open thì mình xử lý cái này. Cái chúng ta sẽ add open ngược lại thì chúng ta chuyển cái này thành không. Thành không cũng thành không luôn. Remove. Rồi. Đó. Thì chúng ta đã thật đã có được cái hiệu ứng. Thế còn trên sau này trên thực tế là mình bấm vào sản phẩm này nó vẫn mở link bình thường, nhưng mình bấm vào cái mũi tên này thì nó mới có cái hành động này. Ok, đấy thì cái menu về cơ bản là như vậy. Thì mình nhờ mà mình có thể phải trang trí cho cái hiệu ứng mọi thứ nó đẹp hơn một chút đấy, tại vì đây là cái bài hướng dẫn cho nên là mình hướng dẫn nó có thể là nó sẽ không chi tiết lắm. Ok, cảm ơn các bạn.